Mới cơm đi chứ trời. Không biết gà không? Bới cơm dưới một tô rồi lên sớt á. Nay 30 Tết 2011 á. Khô khóc à, gà chiên á. Hello. Dạ, chào anh Minh. Ông ở nhà chứ, chúc mừng năm mới. Dạ. Không, em không biết ạ. Dạ.
tiền hùng tiền đã cho thì tiền đi thôi, chứ không có được chứ. Thấy chưa? Để tạm cho chưa được, thấy chưa là được rồi. Còn một chút, thấy chưa là dạ, về sau. Coi như là năm tỷ mua đi cái điều đó. Còn cái đó cho lão, cho lão, cho nó cho lão. Cho nó đúng cho lão. Cho chị lão em. Không sao. Rồi, lấy cái giá số ghi rõ chưa? Khoan khoan, để coi giúp sau đây. Dân sơ 714-476-766. Để vào. Đúng rồi, bỏ vào thùng, thùng tao. Thùng tao. Thầy đem cái thùng ra đây. Ai nữa, ai ủng hộ nữa, 100 đồng một cái vé. Không cần cho người mua cho mình chiếc xe. Ấy trên thao sần ấy. Rồi chia ấm trên thao sần ấy. Tôi chúng ta khổ hơn là. Thứ nhất tôi chúng ta khổ hơn là. Là đời đó chú ý sần. Là cái sản phẩm cuối cùng của tôi chúng ta. Đời đó chú ý sần. Không có đồng đó, chỉ một chút duy nhất là thôi. Tại vì chiếc của mình cho mình. Đã Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà có những giọt mưa rớt xuống chỉ là những cái giọt mưa, giọt nước rửa chân Phật thôi, không có làm sao đâu. Tôi hỏi bà con nè, nếu mưa rớt xuống có chạy trốn không? Chạy, chạy đến bệnh, chạy vô liều. Chạy vô liều, chạy vô liều nghệ sĩ mua băng, chạy vô liều cứ ăn, chạy vô liều cứ mua quà, chạy vô chùa tá túc nha. Không có ngồi đây, nếu thật sự trời mưa lớn, đừng để bệnh. Tại bệnh rồi ngày mai sao mình giữ được. Mưa chạy trốn đi. Nhưng nếu ngày hôm nay mưa, Việt Thảo sẽ đứng lại với cơn mưa. Vì trong lòng Việt Thảo không có mưa. Wow, có một người ủng hộ mua vé số xe luôn. Bây giờ cái này để Bảo Trung tặng chùa à, để ghi Bảo Trung ghi dặn trước đi. Bây giờ ai cần 5 người, mỗi người 20 đồng. Hay là một người mua luôn cũng được, là 100 đồng để mua vé số tặng cho chùa. Cái này là DVD hài của anh Bảo Trung. Bảo Trung cười kiếp cá độ. Bảo Trung cười kiếp đá cá lân dưa. Bảo Trung cười kiếp ăn mài. Bảo Trung cười kiếp mồ côi. Bảo Trung cười gì? Nhiều kiếp quá vậy nào hả chú? Dạ cho kiếp ăn mài. Dạ, đây kiếp ăn xin. Có ai lấy cuốc kiếp ở lợn không? Kiếp làm dâu, kiếp làm rể, kiếp đi tu. Xin lỗi. Xin lỗi. Còn ba cuốn, còn ba cuốn. Nhanh quý vị, nhanh quý vị, nghe lên tâm mát. Ao, tại sao cái bụng nó đau? Có lẽ nó đói quá. Hôm sau nó còn cào chút hết à. Đừng nghĩ tới nó. Bà con là bà ông phước của ngài, để tặng tôi nghe. Bây giờ thôi này 80 phải không? Bây giờ vậy, bây giờ anh đổi 5 chục này nghe nè. Thôi 80 phải không? Thôi 80, 7 chục. Đây, thôi 80 thôi. Rồi, cầm hết này đi, thôi gì nữa. Rồi còn thối là bên kia tờ giấy 50, thối là bao nhiêu? Thối là chị 30. Rồi em gửi 80. Thối là 30 nè, 20. Đây lấy chục cái cho nó không? Một lần đây. Đây, thối là cái chị kia 30. Dạ ai đâu? Tôi đưa lại bên đây 50, 100. Đúng rồi, đưa lại 100. Rồi ghi liền, Bảo Trung số điện thoại. Bảo Trung số điện thoại 714
rồi để tặng chùa, để tặng chùa, tặng chùa luôn. Ok. Kiều Quang với Lê Quỳnh bán ế quá, giờ cũng có 5 cuốn là làm giống anh Sơn với anh Trung. Không phải cái đề băng của Trung tâm Nhân Sơn, đừng giỡn. Kiều Quang Lê Quỳnh bán hết rồi, cái này là mấy cuốn của Trung tâm Nhân Sơn, đừng giỡn tôi nghiệp. Ác ghê. Anh tưởng trong chùa này có một mình cô Hồng Cát Bản này thêm hai quỷ sứ nữa. Rồi, xong chưa? Thôi bây giờ như thế này nha quý vị. Thầy dội, thầy chạy vì mọi chuyện đang làm thầy nô nức. Thầy đổ cái nó lá, úi chà đẹp. Rồi. Soát lại kỹ. Từ nay cho tới ngày mai bắt buộc phải đưa hết 27 tượng Phật đến nhà của quý vị và 350 tượng nhỏ. Còn nếu không, tôi phải đem hết tượng Phật về Cali ở dưới rồi. Từ nghe cả vùng Đông Bắc Hoa Kỳ mà để dịch thảo mang tượng Phật về Cali thì đều xấu hổ lắm. Chia nhau đi, mỗi một tượng 1.000. Cả đời người chia ra nhắn từng tiếng mang tượng Phật về rồi sẽ thấy cái niềm vui lớn. Tin lời dịch thảo. Xin cảm ơn. Em biết song chỉ có anh và em có phải không? Tôi quý vị đi chơi hết tiền để chơi cười. Tôi thích cái tình cười đó. Nhưng mà coi bên ở bên bánh núi đưa ra có ba cái bánh núi này rồi nãy ai kia ăn thì kia luôn rồi. Linh Đa Châu hát cầm ngón tay dành cho anh Linh Đa. I'm not afraid to die.
là rổ là để thử của bên anh mà mãi nè em ơi, họ nói cái gì cái gì vô lên quên cùng này nghe em ở đây lâu lắm rồi cháu con nghe bây giờ lỡ có con thì không có tôi đá cho anh được lạnh quá vậy luôn vỗ tay chưa em thấy ba bốn người phía trước vỗ tay rồi em chấm anh rồi á à. Mày chấm đi xuống rồi thì tôi ngủ vậy cho nó mới cái chuyện đấy đây nè nghe thử đi nghe nè gì khả năng à nghe chưa gì khả nổi tiếng bà gì nói ra bà con biết liền bay đi xin mày con không về chắc tại ông không có tiền bảy tới đấy mày thua quá không có tiền về bảy bà nghe gì bà nói chuyện này không về nè giúp con biết xuân này mẹ chờ tin con đi vì thấy mai vàng nở rộn bên nương có dám không có gì dám không dám không dám không dám mà giống như là cái giọng mà nó nghi á à ô ư gì cũng đang nghi vậy ra không à à rồi còn giống gì này nè gì? Nếu mà trường hợp đụng hàng với lại mà nhạc tính phòng xin cảm ơn. Trời ơi em mở đó 2 tiếng mỏi muốn chết luôn. Rồi à, chỗ đậu xe mình người ta rước lại đây cũng tiện. Dạ, mua 2 giá số, vô số cúng cho chùa, một số chúng cúng cho người kia hả? Mother's Day. Lại là ngày mà con không được gặp mẹ. Cho nên quý vị ơi, mẹ tôi 80 mấy tuổi chưa từng thấy được cái tượng Phật ngọc vào bụng thế giới. Chưa được sờ vào cái miếng ngọc thạch. Chưa được từng tham dự một cái lễ hội Phật. Mà bây giờ bệnh phải vào mổ. Cho nên chúng ta là những người ở đây, nếu ai không còn mẹ thì cũng hãy dành một chút thời gian suy tư. Cho nên chiều nay mỗi một bước chân, mỗi một cái lại, mỗi một cái đầu gối chạm đất, mỗi một cái trăm cái trán chạm đất, một cái bàn tay chạm đất, là tất cả những lời cầu nguyện của tôi dành cho tất cả các bà mẹ ngày hôm nay, dành cho tất cả quý vị
cầu cho mọi người được bình bình an an trong cuộc sống hiện tại này. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở với ban tổ chức, cứ đưa giấy lên đây nói về vấn đề tạp kinh. Rồi sắp hàng lấy kiếp không? Xin ban tổ chức lưu ý và nhớ kiếp một điều có đây nữa. Kiếp tất cả nghe giường. Trời đất ơi là trời. À, như thế này, tôi nghĩ giải pháp hay lắm. Quý vị nào không có chỗ đậu xe, đậu luôn, định đậu trước sân xe cứu hỏa, vô đậu luôn trong sở cảnh sát, khỏi mất công lôi kéo, đóng tiền luôn. Xin cảm ơn. Bây giờ quý vị ơi, giữa trưa nắng quẹn cá cho vui nha. Người đẹp coi. Không, tôi có thích không? Tôi tin con chút à. Là lớn cho nữa đi. Hai cốt độ nó không vỗ tay lớn, nó không chịu lên. Kính thưa quý vị, đôi danh hài tôi muốn nghe từ đây dưới kia vỗ rộp trời. Giang Sơn, Bảo Trương. Giả gì mặt gì à? Rất là sự à? Dạ. Là ông trai ra ngoài đường gặp bạn các cô bác đông đảo, người ta đứng đón chào, vỗ tay đón chào mình. Mới cười tươi lên hay làm gì giống như mặt giống như khỉ ở đó kìa. Tôi mới cười đó. Cười đâu? Cười nãy đó. Anh cười hả? À? Trời, đồng ý nói khen anh nghe. Anh cười chưa thấy nào xấu như cười như anh vậy. Phải không? Cười xấu quá. Má đứng đâu? Cái nhà má thì đứng thua à. Má thì nói con ơi, sao con cười giống Linh Đai Châu quá kìa. Trời ơi, Linh Đai Châu nói gì mà giống Linh Đai Châu. Con cứ cười bây giờ giống như mai không? Cái Linh Đai Trang Đài đó. Để chú đi chạy mình. Hôm qua có đi lên đây nữa. Cười ra ông cái ra ngoài đường cười là phải nở nụ cười lấy tâm tình bà con của bác đàng hoàng. Nè đi, không đi nha. Nè, cười lên, cười ra nụ cười của người con trai. Vũ, để quay người đẹp. Bảy bảy chưa biết gì hết hả? Chưa. Báo cho anh tin hết hồn luôn. Gì? Biết chuyện gì không? Gì? Sơn bây giờ không còn là con người tình na mà tự nhiên cái Bảo Trung là dần ung. Tại sao chưa nói hết hả? Hết gì? Nó bảo Bảo Trung là tại gì rồi? Cái giả gì mà? Ai hả? Bảo Trung hả? Quý vị đừng có bắt chước Bảo Trung nha. Chưa nha, anh Giang. Có một lần chú cùng bà xã đi tới chỗ massage. Đang massage đã bà xã lâu gì nè. Tay cầm cái chỗ già, miệng thì bà cứ la. Tới rồi. Năn nỉ hồi tưởng bà xa. Quý vị cười ha hả. Tát cái mặt xinh cả bá má tôi nhìn không ra. Từ đó ẩn tới già, không dám đi massage. Nhớ đừng bắt chước Bảo Trung nha. hay nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Sao hay dạ kính thưa quý ông bà cô bác bác quý bác nghe bác là dần ác nên tôi thưa tôi chưa tốt mà không phải chứ có dần cái ai dần ăn đầu bảo viên thì ăn liền hả ăn cái này ăn gian quá ai của bánh tôi. Đứng trước thời buổi kinh tế khó khăn, Vân Sơn xin được phép chúc cho tất cả mọi người không cần nặng nhọc làm ăn mà tiền nó dẫn vô nhà băng đều đặn. Thầy cho nó vô con à. Đó, ăn 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 luôn đeo. Xin chúc cho quý bà luôn luôn nhã nhặn, đừng có ham cằn nhằn, để giữ cho da mặt đừng có bị nhăn. Gái da thì xấu. Da dẻ thì trắng như chị Hằng, tướng tá thì giống như cái mặt trăng. Mặt trăng Mấy trăng là gì ngắn mai? Trời ơi, con gái sao bây giờ? Không, tự nhiên chút mặt trăng là lăn không sao đi. Cái trăng thì cũng có nhiều cái loại trăng khác nhau chứ. Trăng gì? Trăng rằm nó mới tròn. Nói chuyện thì khỏe đó. Cuộc đời luôn may mắn, dù có bị dở cằn nhằn cũng phải cười nhăn răng. Cười gì vậy? Giống tôi. Điều quan trọng là ra ngoài đường, dù cho gặp con gái đẹp trẻ măng cũng phải ráng cắn răng về nhà. Cắn răng về nhà. Bắn thằng lằn. Trong chùa mà. Chùa. Sát sanh hả? Trong chùa đi bắn con thằng lằn. Vậy à? Nghe nè. Cũng phải ráng cắn răng về nhà. Bắn bà chàng. Vì bà chàng gì? Mỗi ông có một bà mặc sức bắn. Chứ nếu mà bắn bậy bắn bạ để mấy bà bắt đặng, mấy bà sẽ cắt bậy. Cái gì vậy?
tôi biết trong chùa đó bậy bạ mà. Tôi cắt cái gì tôi kiếm gì ăn rồi tôi cắt. Tôi chưa cắt gì luôn, cắt bậy. Bậy à? Ăn gì? Tôi đang lấy nha. Đừng có hỏi bậy bạ, tôi cắt gì luôn thiệt à. Nếu không mấy bạn sẽ cắt cái gì? Có rồi mấy bạn sẽ cắt con lăng quăng, mấy bạn luyện cho chó ăn, cuộc đời mình hết ăn mặn. Lời chúc đến đây đã hết nhẵn, nếu quý vị không trách mắng xin cho tràng pháo tay khỏe khoắn. Trời ăn gian dữ vũ hồn đừng nói chuyện u chứ nói lộn rồi. Thôi sợ sao đó nghe, nói nghe nè, mới ngày qua nè, mỗi lần mà tôi đi nhậu về nghe tối qua nè, tôi đi nhậu về tôi xỉn quá trời luôn. Sợ nó quỳ xuống nó năn nỉ tôi anh ơi. Quỳ xuống năn nỉ anh? Quỳ xuống đó nó năn nỉ tôi luôn. Ê, vợ anh hay quá vậy? Ừ. Năn nỉ sao ạ? Nó nói là, anh ơi anh em lại anh, anh làm ơn anh chui ra đây giùm em đi anh. Ủa mà đúng đó ông ở đâu? Tôi dưới sàn giường á. Biết rồi, nó chui ông chui ra rồi chửi ông chứ gì? Bậy, nó chửi tôi giả vậy mà liền. Chửi ai? Nó chửi cửa ông già bà già tôi trở lên không ạ? Hay quá, vợ hay quá. Kệ nó, vợ ai người đó chịu à. Làm đi vợ anh ngon, vợ tôi vậy, vợ anh ngon hết. Xin lỗi em, vợ tôi toàn vậy luôn. Toàn vậy luôn? Chưa bao giờ còn sớm mà phiền hà hết trơn. Sao vậy, nó bị câm hả? Không phải. Chứ bị gì? Dễ thương lắm. Dễ thương sao? Tính tình hiền hậu, dễ thương. Hiền hậu? Nhưng nó có một tật một. Tật gì? Ở đời ai cũng phải có một cái tật. Vợ tôi nó ham ăn. Ham ăn? Trời ơi, nó ăn từ sáng tới chiều, tới tối tới khuya luôn. Tối lên giường ngủ nó còn nhai đó nữa. Nói nghe nè, kệ nó, vợ mình ăn mà cho nó ăn cho nó đã đi. Nói chưa? Nhưng mà mình có cách mình cho nó ăn mà không có tốn kém. Phải không? Có, tôi chỉ. Bạn mẹ chỉ giùm tôi cái thôi. Chỉ cho đó. Sáng không? Vợ có một cái răng này phải không? Sáng đi ra ngoài chợ á. Anh mua một chục trái bắp cho tôi. Gì vậy? Về anh thảy vô nhà đó. Bảo đảm mà nó cạp từ sáng tới tối không hết một trái. Cha này nó ác dễ sợ luôn, vợ tôi không có răng mà nó đi mua bắp. Thì vậy đỡ hao tiền. Nói chơi với anh tôi thử rồi. À, không phải bắp luộc thôi. Bắp gì? Tôi mua bắp nướng luôn. Tôi ăn được không? Tôi đâu mà chở mua đống bắp nướng về á. Cứ để vô nó lăn rồi một cái cùi đúng không? Ủa sao nó có một cái răng mà nó ăn dữ vậy? Nó điều tra sơ tấm giang luôn á. Có nghĩa là sao? Nuốt trọng luôn á. Trời ơi buồn lắm luôn. Thôi chở anh ghê quá. Thôi bỏ chuyện vợ con bên đi. À, bây giờ đi. Thôi nhé tôi đây bên chưa có đủ. Đêm nay uống để em vui, rượu hồng mặt tình em giọt muốn cho người thấy thầm đẹp đôi. Qua rộng. Thôi nhiều chuyện mới vậy. Mặt người ta ghét rồi. Không ăn chay là mặt thấy không? Trời ơi, mình cười. Cái tôi dành thủ đâu? Ờ đủ rồi. Từ từ chơi. Tôi nói đừng có đem bài trường vũ ráng nữa. Uống rượu phải vui lên. Anh em vui sao? Vui sao? Mô Phật. Con liền một cái nữa trúng vô chú bộ. Trúng chú bộ chú cắn con à. Ok. Nghe hát nè. Chơi nè. Vô. Đêm nay trời sáng trăng, mình về tôi có bài rượu rồi anh. Tôi anh sẽ nghĩ á. Nghĩ gì thua à? Nè tôi hát bài này cha có rượu luôn. Cha có rượu luôn. Ông nội có rượu luôn. Úi lớn mai tôi chết em có buồn không? Trời ơi hát gì buồn dữ trời. Xin ghi bia đá cho từng người sống. Có rượu hay không? Có rượu hay không? Cho nổ đèn sang thì trời. Tự nhiên kêu hát rượu rồi hát bia à. Hiểu điểm của chữ bia chứ. Ông con trai quá rồi. Rượu nè tôi chơi hát rượu là phải rượu đàng hoàng. Chơi chơi bia. Rượu tử ơi. Chơi là chơi thứ nặng đàng hoàng. Bia là đồ ỏ. Nghe nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị ủng hộ Linh Tâm, một người nghệ sĩ tài danh đến đây và đóng góp tiếng hát của mình mà không có nhận thù lao, và cách quý vị mua để ai có ai bấm cái gì bấm này cái này có gì cái tai con che nè, ok cảm ơn. Xin ban tổ chức, tôi thông báo nhỏ một chút của bên trong có lễ. Ban tổ chức chuẩn bị sắp những cái ghế lại ngay ngắn để cho thầy thuyết pháp nghe được dạy. Anh em trong ban tổ chức nghe được Thảo nói không? Chuyển miệng nhau đi, sắp xếp ghế ngay ngắn, chừa lối đi. Tất cả các ghế ở trong lều đều được chuyển dọn ra ngoài. Xin lỗi quý vị quan khách đang ngồi trong bóng mát.
Tại vì mình không có ngồi le que bên ngoài rồi ngồi bên trong làm chặt cái lối đi. Xin thông báo lại, xin giúp chúng tôi một lần. Tất cả ghế đều được đem ra ngoài hết nha. Ở bên trong chừa lối đi để làm ăn buôn bán, xin cảm ơn. Ai ghét tôi chịu, không sao, cảm ơn con. Chúng ta dời những cái ghế ra ngoài đi quý vị. Ban tổ chức đừng có để tội lỗi này một mình thảo mang. Anh em ban trật tự giúp giùm đem những chiếc ghế và mời quý đồng bào ra bên ngoài ngồi. Còn nếu bên trong mình chịu đứng thôi nha. Tôi biết là tôi nói mọi người cũng tự nhiên, không là ai cũng ngồi như chú cũ, không ai chịu đứng dậy hết trơn á, biết luôn nữa. Nhưng mà tôi phải nói, vì nữa đó là lịch. Cũng như ngoài kia xe đậu vậy, đậu bậy nói cũng bỏ đi vô đại vậy đó hả? Bây giờ đồng bào ngồi trong ghế, ở trong lều có chịu đứng dậy hay không? Dạ, giảng tại đây. Đó, nhất định không đứng dậy mà. Tôi xin thay mặt cho thiền viện Minh Đăng Quang, sư Minh Ẩn, ai ghét tôi chịu. Mời đồng bào hiện đang ngồi trên ghế trong lều đứng dậy và đem cái ghế ra bên ngoài. Vẫn không đứng dậy. Ngồi đằng kia đứng. Nhất định không đứng mà. Đó là liều trong rộng đó. Dạ. Cảm ơn. Đời người có một lần sống à. Tôi cũng có lần sống lần chết rồi, quý vị chửi tôi chịu. Bây giờ vấn đề để cho cái hình ảnh nó đẹp, để cho mọi người ngồi thầy giảng nghe nó đã lỗ tai. Chỉ có vậy thôi. Bên trong thật sự mà nói, ở chỗ điểm phát hành và lưu niệm, người ta lễ phân thiền với tôi, anh Thảo ơi, người ta ngồi đầy hết trơn, tôi buôn bán không được trơn. Nói hoài không được. Thôi quan hỷ vui vẻ nha. Rồi làm ơn bà con cô bác. Bây giờ muốn tôi chỉ đích danh không nè? Những người từng ngồi trong ghế nè mà trong lều vẫn còn là muốn tôi chỉ đích danh không? Muốn tôi chỉ đích danh không? Nếu vậy thì không muốn chỉ đích danh thì đứng dậy, xin mời tất cả. Thôi thì mình đồng lòng giống với nhau đi. Nếu tôi mời mà một số đem ghế ra ngoài, một số vẫn không ra, thì như vậy thì làm việc chi? Thà ngồi trong hết cho rồi. Rồi, ra hết đi bà con. Xin mời tất cả anh em an ninh trật tự. Một chút nữa Diệt Thảo đi xuống mà đi, mà thấy ai ngồi trong được tôi đem ông trật tự, tôi quánh hết, tôi bắt lên quỳ hương hết. Mỗi một ông quỳ một người nấy hương. Người ta nói rằng quyền vinh thì thế phụ. Ở trong sơ chùa này, sư Minh Ẩn nhỏ tuổi hơn tôi, chức vụ tôi không dám, nhưng mà đứng vào ngoài đời tôi thấy sư Minh Ẩn tôi trị mong mấy ông sư kêu tên này bắt vô quỳ hương hết. Nhưng mà mấy ông mỗi người quỳ cây hương, tôi quỳ 20 cây hương luôn. Trong ở phía trong vẫn còn những chiếc ghế và vẫn còn người ngồi. Bên trong vẫn còn ghế và vẫn còn người ngồi. Xin mời chúng ta vân tập bên ngoài. Để chúng tôi xin mời một vị sư thiền đức ra đây để giảng những Phật pháp cho chúng ta nghe nha. Nhanh lên quý vị ơi, trời càng về chiều, trời trở gió lạnh. Trời càng về chiều, thời tiết thay đổi thất thường, không ai dự đoán được. Chúng ta vân tập nghe Tô La ngày hôm nay với giá số 100 đô. Linh Tâm sẽ tặng 10 cái DVD trị giá 100 đô, coi như trừ lại cái tiền vé số, được không? Được luôn. Rồi, nếu ai trúng cái chiếc xe Toyota Corolla hôm nay, chúng tôi Trung tâm Nhân Sơn sẽ tặng một người tài xế lái xe cho quý vị về tới nhà là cô Linh Đa Châu. Linh Đa Châu làm tài xế lái xe đưa người đó về nhà. Vũ về rồi. Dạ. Ai trúng số chiếc xe Toyota Corolla hôm nay mua từ bây giờ sẽ tặng một người về hầu bạn với quý vị suốt từ khi chiếc xe về nhà cho tới sáng luôn. Đó là nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Tự giác tự nguyện mang chiếc ghế đi ra ngoài ngồi. Ngồi ngoài nắng không trúng nắng, mà ngồi trong mát trúng gió trúng sương là nó ngược à. Ai hiện giờ đang ghế mà ngồi trong mát làm ơn, khi chị mặc áo xanh làm ơn chị cười hoài, tôi chỉ thẳng luôn. Chị mặc áo xanh, chị khiêng ghế ra ngoài này cho tôi. Dạ thưa thầy, không được. Con phải dọn dẹp cái chỗ này xong rồi thầy mới ra nói chuyện. Chị mang chiếc ghế ra ngoài. Ban tổ chức đâu? Đừng có để tôi giận anh. Chạy lại khiêng ghế bỏ ngoài. Những người mặc áo vàng đâu, khiêng ghế để ra ngay ngắn giùm cho Dịch Thảo coi. Trời ơi là trời, trong chùa đừng có để tôi quạo lên. Ngồ Phật, tôi quạo dữ rồi. Bữa nay mai trong chùa đó nghe, thôi mấy người biết tay tôi đó nha. Hả? Bây giờ các anh em mặc áo vàng ơi, tôi thấy hai anh đứng dưới kia kìa. Hai anh đứng dưới kia. Hai anh áo vàng, anh đi vòng theo dọc đó, những cái ghế ở trong đó đem hết chụp cho Thảo. Những cái ghế bên kia. Còn bên này trời đất ơi là trời, A Di Đà Phật ơi là trời.
Tại sao nguyên một dàn cái dính ngồi trong ghế là sao vậy? Trả ghế ra ngoài này cho người ta. Sư ơi, sư ra sư tụng kinh dùm con coi. Sư tịnh luôn, tôi tịnh 108 hồi kinh luôn, không ai mang ghế ra, người đó tội nó chịu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hay là muốn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cầu cho ngài linh rồi. Nam mô A Di Đà Phật, con xin phép từ nãy giờ con quậy ngoài này là để cho mọi người được bình bình an an để đón chào tất cả, đứng dậy nè. Đó, đứng dậy tôn nghinh cung nghinh các bậc chân tu ra để mà thuyết giảng cho chúng ta nghe, được không quý vị? Nam mô A Di Đà Phật. Anh có chí hội mà nhân sơn đó, ai đó đó đó. Đi nghe qua đâu. Thắp nhang trước đi rồi ăn sao? Đi thắp nhang đi vô thắp tịnh. Vô chụp em. Anh ngưng chụp cái này luôn hả? Ừ, anh có máy mà. Người nha. Anh ghi được không? Thì dầu danh vọng chúng ta còn đó, dầu hình hài chúng ta còn đó, cũng kể như không mà thôi. Các vị là những người đã làm bậc cha mẹ rồi, thì cái điều hạnh phúc lớn lao nhất của các vị là gì? Là có những người con, và những người con này nó biết thương yêu lẫn nhau, nó biết đùm bọc lẫn nhau, nó biết gọi là cái tinh thần chị ngã em nâng. Thì dầu cho mình không có giàu có sang trọng như bao nhiêu bạn bè mình, nhưng mà mình là một người rất là hạnh phúc. Để tránh và để tranh thủ cái thời gian, để chúng tôi đi vào một cái chuyên đề thứ nhì, thì nhân cái ngày MADD tôi kể cho các vị nghe một cái tích truyện. Thì quý vị có đồng ý nghe một tích truyện không? Tích truyện này phát xuất từ Mỹ. Tích truyện như thế này: là nhân ngày MADD có một thương gia còn người mẹ. Thì cái người thương gia này đang làm việc cách cái nhà người mẹ ở đó khoảng 300 cây số, là có nghĩa là khoảng 200 mai. Rồi cái người thanh niên này nghĩ rằng thôi bây giờ mình đang làm việc và cái công việc của mình á nó cũng rất là bề bộn, do vậy cho nên bày tỏ cái tâm hiếu và hạnh hiếu của mình đối với mẹ đó. Thì cái người thiên gia này nghĩ đi ra la tiệm hoa và mua một bó hoa hồng rất là xinh, và gửi bó hoa hồng này để mà tặng mẹ. Và khi mà cái anh chàng thanh niên này á đã làm cái dịch vụ đó xong rồi á, thì trong lòng cảm thấy nó nhẹ nhõm, rồi hí hửng bước ra khỏi tiệm hoa. Nhưng mà khi chàng vừa bước ra khỏi tiệm hoa, thấy một đứa bé 6-7 tuổi thôi mà đang trả giá một cánh hoa hồng, thì cái người thương gia này tò mò thắc mắc dừng lại hỏi: ủa em bé, em làm gì mẹ em ngồi đây? Thì em bé mới tâm sự, nói: thưa chú, bình thường một bó hoa hồng chỉ có 2 đồng thôi, mà hôm nay bó hoa hồng mắc quá tới 5-6 đồng rồi, em không có đủ tiền để mua cái bó hoa hồng. Thì đang có một cái tâm trạng vui vẻ, cho nên cái người thương gia này nói: thôi bây giờ để chú tặng cho em không phải một đá mà là 2 đá. Thì em bé thì mừng lắm, ôm ba 2 bó hoa hồng này hí hửng đi. Rồi đến giờ em bé đang hí hửng đi thì người thương gia này lại chặn cái lòng trắc ẩn. Mới hỏi: nhà em ở đâu, nhà mẹ em ở đâu để chú chở cho em về. Rồi em bé cảm ơn ra lên xe, thì chạy một vòng ra khỏi thành phố. Khi đến một cái nghĩa trang
Em bé kêu người thương gia được nhìn lại, còn quẹo vào nghĩa trang. Thì khi mới vậy, quẹo vào nghĩa trang thì cái người thương gia này cũng tưởng đâu là cái chắc cha mẹ em bé này là cái người coi sóc nghĩa trang, cho nên cũng quẹo vào. Mà khi quẹo vào nghĩa trang ấy, thì em bé xuống xa đi lần tới một cái ngôi mộ, một cái ngôi mộ còn tươi, đất còn mới, có nghĩa là một cái ngôi mộ mới chôn, và đặt hai cành đó, hai đó hoa hồng này trên ngôi mộ. Và em bé thương mẹ, hôm nay là ngày của mẹ, con xin tặng mẹ. Xin nếu có đi quỳ lại bằng cái tâm của mình lại đây là bằng cái tâm của mình, không phải quỳ lại cho chúng sinh xem, không phải quỳ lại để cho quý thầy xem. Các Phật tử có hứa được không? Con kia thì có. Ok, bác cứ tiếp học không? Bác cứ chửi bơi học không? Thì có. Ok, bác cứ tiếp bác bơi học không? Wow, phải phụ chứ. Anh ngã là em nâng chứ. Lâu bé thì nó có ta lên. Hỏi vậy. Anh nâng lên, anh nâng lên. Tự nhiên mà đi đi chứ đâu có gì đâu. Ồ, đã đang uống nó mà mượn thôi, chúng nó trả lại. Vậy hả? Nó có ai chịu cho lại đâu mà mượn. Ồ, chúng nó trả lại, chừng nào nó về nó mới trả lại. Em cho coi luôn. Em ông sư đi ra tàu ngắn điều rồi đoạn đường kêu Diệp Thảo thâu ngắn đoạn đường dài quá, có mình ổng hả, mình Diệp Thảo có hai bà cô gì nữa, có phụ nữa tiếp ổng hả, đi tới đâu rồi chụp tiền đâu đụng ngoài đâu sáng mất thêm cái mình đủ gì kìa răng kia nó quay ổng bắt đầu tự ngoài anh chỗ mà lại mai có đọc kinh không, có đọc kinh chị kinh gì mai có đọc kinh tao thấy gì rồi vì chắc thì mỗi chỗ ổng có quen người, không quen mấy anh em trong đoàn. Cùng đông dữ chưa? Thank you.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mệt lắm rồi ạ. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Con phải đỏ. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe chưa nè. Hồng Nga sẽ trình bày một bản tân cổ giao duyên mang tựa đề Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệm Châu. Em ơi, tôi chỉ xin quý nhạc cho nó. Đời thương nhớ ai hạt mưa rơi ngoài tôi thương, mưa rơi vẫn rơi mãi không ngừng, ánh đèn lăng tắt gửi ai nỗi buồn. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước giang hồ. Ánh đèn lăng tắt gửi ai nỗi niềm. Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến, những hoa xưa đã tan úa đâu còn. Đời tôi là bên ai qua ghé thăm một lần, nhớ chăng tiếng ca cùng đàn ngày xưa. Hãy subscribe.
tiếng tơ. Vậy nó ở từ trưa giờ luôn. Đời ca hát cho người mùa vui. Nhưng khi cánh nhung khép lại rồi, có người nghe xin khóc đau. Khóc đời quanh vàng ác đêm nay mưa rơi tầm ta rơi viện tôi cô đơn trên đường vắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất nhiều. Chị ơi, chị à, em ở dưới này nè, chị biết không? Sao cưng? Những giọt nước mắt của chị đó, em được đầy một bình tiền luôn đó. Vậy hả? Dạ, đây nè, đầy một bình luôn. Đó, đó là quý vị thể hiện cái tấm lòng mà thương mến Hồng Nga. Dạ. Dạ, bây giờ nếu mà chị có à, ai... Chị ơi, ở dưới này nói, cái bản mặt ông đi tới đi lui hoài nhiều lần tôi có cho, nhờ Hồng Nga, không có Hồng Nga là còn lâu tôi mới cho, không có vậy đó. Em nói vậy chứ đâu phải, khán giả rất là thương em. Vui, Hồng Nga vui. Chị ơi, chị hát nữa đi, tại em đi chưa hết, còn nhiều lắm. Ban nhạc ơi! Chị ơi, bây giờ mình quy ước nhau nghe. Mau đi Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư. Con phải đỏ. Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tinh đường bị xuất phát do ngạn giới nãi di vô ý tinh giới vô vô minh địa vô vô minh tận nãi di vô lao tử diệt diệt đạo vô trí diệt vô đắc chỉ vô sở đắc có bồ đề tát đoá y bát nhã ba la mật ba cố tập vô quái này thô bóng bó diệt ly điên đảo mong toàn cấu cánh nếp bàn tam thế như phật ni bát nhã ba la mật nếu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật ta thì đại thành chủ thì đại minh chủ thì vô lượng chủ thì vô đẳng đẳng chủ năng từ mật na chủ ta ca thuyết chủ diệt yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba phật thân thanh tịnh tở lưu ly Phật diễn du như mang nguyệt quy Phật tại thế gian cứu khổ Phật tâm vô sư bất từ bi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
pháp giới cư chúng sanh bốc nhãn vô lượng quang Phật sắc nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện tất trí huệ giác minh liễu bồ, nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thái trường phát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung hoa cầu phẩm liên hoa chi phù mẫu hoa khai hiến mật hậu bổ sanh đa bất tối bồ tát ni bàn tử quy nhi tử trong đức bồ trần ư chúng sanh giai cộng thành phật đạo tử quy Phật đương nguyện chúng sanh lại giải đại đạo pháp vô thượng tâm từ nguyện pháp đương nguyện chúng sanh tâm nhập đại trí huệ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ bế mạc tôn quý bảo tượng Phật học tinh thần hòa bình thế giới đến đây đã viên mãn. Thành kính trung thỉnh quý chi tôn thiền đức Tăng Ni hồi quy tương thượng. Và mặc dầu buổi lễ bế mạc đã viên mãn như chương trình thì sẽ còn tiếp tục. Để tiếp tục chương trình hôm nay, trân trọng mời MC Diệp Thảo. Có gặp má đệ được không? Chắc về hả? Kính bạch chư tôn hòa thượng Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị Phật tử, xin quý vị Phật tử vui lòng đứng lên đảnh lễ, cung kính, cung tiễn và chân thành lưu niệm, chân thành lưu niệm của các vị hòa thượng thượng tọa đại Đức Tăng Ni. Kính mời ông An Vinh, kính quý vị chúng ta là quý. Dạ. Chúng tôi sẽ thông báo với Phật tử chúng ta còn 8 tượng Phật lớn lên tôi nha, có 8 tượng của tượng Phật. Quý vị giúp cho thượng viện cho tham quan đi, 8 tượng tượng viện ra, người nào cũng được. Đây là phước đức rất lớn sau cùng, chỉ còn 8 cái thôi. 6 cái, còn đúng 6 cái thôi, chúng ta có nhiều hơn. Một phước tượng quý vị lớn là những người thảo mỗi còn mong mình khói là có chuyện đó. Đến ngày chúng ta tự kiếm nha, đi ra liền. Quý vị nhớ là ra ngoài mua cho sổ số. Sau khi chụp hình xong thì quý chúng ta sẽ trở về sẽ tiền. Quý vị là phụ nữ nhân quý vị chúng ta công viên và tư tiện rất là tôn kính. Hôm nay chụp hình vui quá, mọi người vỗ tay cái quý vị cười cái vui là vỗ tay thật lớn nè. Dạ, đi tờ cũng được vui, đi tờ cũng vui. Dạ. Quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ. Dạ, xin mời quý vị vỗ tay. Một lần nữa chúng ta vỗ tay để chi để tạo nụ cười trên gương mặt một các vị thật là đẹp rạng rỡ trong buổi chiều hôm nay. Không mưa bắt đầu gió lên, không biết là một chút mưa tầm tã không biết được, nhưng mà chúng ta quan hệ mời chúng ta quan hệ.
xin mời quý vị chúng ta hãy nói về đây. Quý vị cổ tay để hướng tiểu đưa và tiểu đưa và tôn vinh quý vị. Ai muốn đi uống Coca-Cola nước đá gì thảo thì đi bây giờ nha. You want to go with me, go now. Thank you.